Kính chào quý khán giả và quý bà con, Khánh Tường và Ánh Nguyệt rất vui được đồng hành cùng quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Trong khung giờ quen thuộc tối nay ngày 21 tháng 4 năm 2019, chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin mới, hấp dẫn và thiết thực liên quan đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Gần 35.000 lượt nông dân Lâm Đồng được chuyển giao kỹ thuật, thúc đẩy sự thay đổi tư duy từ sản xuất theo kinh nghiệm sang chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Giá xuống thấp và dịch bệnh bất lợi khiến nông dân chủ động giảm đàn vật nuôi. Chuyện nhà nông, nuôi dê hướng đi mới sau nhiều lần thất bại của nông dân Cà Mau. Lâm Đồng, nông dân trồng điều, chuyển đổi trồng điều giống mới hiệu quả hơn. Thưa quý vị và bà con, mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là một số thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quý bà con thân mến, với phương châm phát huy nội lực, sức mạnh đoàn kết của cộng đồng dân cư, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong mọi tầng lớp nhân dân với chủ trương xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới, vai trò chủ thể của người nông dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, Hội Nông dân các cấp Lâm Đồng đã vận động gần 98.300 nông dân đăng ký đạt gia đình văn hóa năm 2019, đóng góp gần 1.100 ngày công lao động, trên 1,3 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 26,6 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 13,8 km kênh mương. Ngoài ra, còn tuyên truyền vận động cán bộ hội viên nông dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu với những việc làm thiết thực, hiệu quả như xây dựng tuyến đường không rác, trồng cây che bóng mát, triển khai mô hình biến rác thành tiền. Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức các buổi tuyên truyền cho hơn 110 hội viên nông dân các huyện về nội dung phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý bà con, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân các cấp tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 180 buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 25.000 lượt hội viên nông dân về các kỹ thuật tưới nhỏ giọt cho cây cà phê. Tập huấn về cách sử dụng phân bón mùa khô, cách chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, kỹ thuật chăm sóc cà phê sau thu hoạch, kỹ thuật tưới cây mùa khô. Ngoài ra còn tổ chức 177 buổi hội thảo về cách sử dụng phân bón hữu cơ sinh học, thuốc bảo vệ thực vật cho gần 9.300 lượt người dự. Hội Nông dân Lâm Đồng cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức 6 buổi tư vấn về máy nông nghiệp. Thông qua các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật này đã giúp nông dân tiếp cận được với các kiến thức mới, áp dụng vào sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế. Có thể thấy việc tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân không chỉ đưa những ứng dụng kỹ thuật cụ thể vào sản xuất hiệu quả, mà hơn hết, thông qua quá trình tập huấn còn thúc đẩy sự thay đổi tư duy của hội viên nông dân, hướng dần từ tư duy sản xuất theo kinh nghiệm sang chủ động nắm bắt khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Xin được chuyển đến một thông tin về sản xuất nông nghiệp ở địa phương, đó là câu chuyện ở huyện Đạ Tẻ. Thưa quý bà con, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻ cho biết, từ đầu năm đến nay, tổng đàn vật nuôi toàn huyện tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, đàn trâu có 1.860 con, giảm 23,6% so với cùng kỳ. Đàn bò 6.649 con, giảm 24,8% so với cùng kỳ. Đàn heo 33.740 con, giảm 22,4%. Nguyên nhân của thực trạng trên là do giá trâu, bò tiếp tục ở mức thấp, chưa có dấu hiệu phục hồi. Mặt khác, trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn heo tại Đạ Tẻ diễn biến khá phức tạp. Đã có 4 địa phương phát hiện có dịch bệnh này là xã Quảng Trị, Hà Đông, Triệu Hải và thị trấn Đạ Tẻ, với tổng số heo mắc bệnh 793 con. Trong đó, số heo phải tiêu hủy bắt buộc là 464 con. Đến nay, thì tình hình dịch bệnh trên đàn heo cơ bản đã được khống chế, không phát sinh thêm các ổ dịch mới. Và với những khó khăn trên, nên nông dân Đạ Tẻ đã không đầu tư phát triển đàn vật nuôi mà chuyển sang phát triển các loại hình kinh tế khác. Thưa quý bà con, liên tục nội dung chương trình tối nay, xin mời quý bà con cùng đến với những thông tin cập nhật, phản ánh tình hình sản xuất nông nghiệp của người dân nhiều địa phương trên cả nước. Quý vị và bà con thân mến, thời gian qua, những câu chuyện buồn liên tục xảy ra với những người trồng tiêu, từ chuyện dịch bệnh đến chuyện giá thấp và bấp bênh. Đối với tỉnh Phú Yên, người trồng tiêu ở địa phương này cũng đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là tình hình dịch bệnh phức tạp. Tiêu bị nhiễm bệnh và chết xuất hiện từ đầu tháng Giêng âm lịch đến nay, khiến cho hàng chục hộ trồng tiêu trắng tay. Đây là vườn tiêu 4-5 năm tuổi của gia đình ông Nguyễn Thanh Lâm, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.
đầu tư không ít tiền của và công sức cho 1.000 trụ tiêu với mức đầu tư không dưới 1 triệu đồng mỗi trụ, giờ trở nên tiêu điều như thế này. Thực tế đấy không phải một túi mà đông, nhiều người lắm ở bên dưới đấy. Có mấy gia đình nó chết, bà hai cha con cũng chết, coi như 2.000 mấy trụ. Đa số là cứ 200-300 trụ là chuyện bình thường, cũng chết nhiều. Tại vùng cao nguyên Vân Hòa, từ năm 2015 đến năm 2018, diện tích tiêu phát triển gấp 2 lần. Lúc này, nhiều vườn tiêu ở cao nguyên Vân Hòa, tỉnh Phú Yên bị dịch bệnh, người dân chấp nhận bỏ đất hoang vì hết vốn. Cuộc sống của những hộ trồng tiêu ở Vân Hòa bị thiệt hại do dịch bệnh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Thưa quý bà con, theo đánh giá của các nhà chuyên môn, tại tỉnh Phú Yên, diện tích đất phù hợp với cây tiêu chỉ khoảng 400 hectare. Nhưng theo thống kê vào năm 2018, diện tích cây tiêu ở địa phương này đã là 975 hectare. Diện tích tiêu phát triển nhanh, không theo quy hoạch, việc kiểm soát dịch bệnh ngay từ khâu giống chưa được chú trọng, kết hợp thời tiết tác động đã khiến dịch bệnh phát sinh, gây thiệt hại nặng nề. Và liên tục nội dung chương trình, lại thêm một câu chuyện khác đang xảy ra ở tỉnh Đắk Nông. Quý vị thân mến, trước tình hình giá mũ cao su rất thảm, vài năm gần đây, bà con nông dân tỉnh Đắk Nông đã tìm nhiều giải pháp ứng phó. Có hộ khai thác mũ cầm chừng, có hộ không khai thác và thậm chí chặt bỏ loại cây một thời được xem là vàng trắng để chuyển sang trồng các loại cây khác. Câu chuyện sau đây được ghi nhận tại xã Đắk Xin, huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông, một trong những địa phương có nhiều diện tích cao su đã bị phá bỏ. Nhiều năm liền, giá mũ cao su rất thảm. Gia đình ông Trần Văn Thang, xã Đắk Xin, huyện Đắk Lấp đã quyết định chặt bỏ 2,7 hectare cao su, trong đó gần một nửa diện tích bị phá bỏ hoàn toàn. Số còn lại được ông chặt đọt làm trụ tiêu. Ông Thang cho biết, mặc dù rất tiếc khi phải phá bỏ vườn cao su đã hơn 11 năm tuổi, nhưng nếu để khai thác thì nguồn thu chỉ đủ thuê nhân công khai thác mũ, không có tiền để tái đầu tư cho vườn cây. Thế tôi mới ngồi tính là chuyển đổi sang lại cây cà phê, cây tiêu. Thì tôi lại tính còn lợi nhuận hơn là thằng cao su. Chứ nếu như đào cao su là mình nếu 1-2 hectare, thì nói chung là một gia đình mà 1-2 đứa đi học nữa là không đủ tiêu. Mặc dù ngành chức năng và chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo bà con nông dân không nên ồ ạt chặt bỏ cao su, nhất là những diện tích cho năng suất mũ cao. Nhưng từ đầu năm 2018 đến nay, toàn xã Đắk Xin đã có hơn 200 hectare cao su bị chặt bỏ. Thực tế cho thấy, chuyện ở xã Đắk Xin, huyện Đắk Lấp nói riêng và cả nước nói chung, việc nông dân ồ ạt trồng loại cây này hay chặt bỏ loại cây khác là do chạy theo giá cả. Với những người nông dân ở đây, hiện tại họ không thể biết trong tương lai giá mũ cao su hay các mặt hàng nông sản khác như thế nào, mà chỉ biết phó mặc cho thị trường quyết định. Liên tục chương trình, con số hôm nay, xuất khẩu thủy sản 3 tháng đầu năm đạt 1,79 tỷ USD, tăng chậm so với kỳ vọng. Chuyện nhà nông, nuôi dê, hướng đi mới sau nhiều lần thất bại của nông dân Cà Mau. Lâm Đồng, nông dân trồng điều chuyển đổi trồng điều giống mới hiệu quả hơn. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 1,79 tỷ USD, đây là giá trị xuất khẩu thủy sản trong 3 tháng đầu năm 2019. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu thủy sản sang hầu hết các thị trường giảm so với cùng kỳ năm trước, trừ xuất khẩu sang các thị trường tham gia CPTPP tăng. Theo đó, tính đến thời điểm tháng 3 năm nay, xuất khẩu thủy sản đạt hơn 683 triệu USD, tăng hơn 83% so với tháng trước, nhưng giảm 1,9% so với tháng cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 3 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản đạt 1,79 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu thủy sản sang hầu hết các thị trường giảm so với cùng kỳ năm trước, trừ xuất khẩu sang các thị trường tham gia CPTPP đạt 196,4 triệu USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sang Nhật Bản, Canada, Mexico, Malaysia tăng trưởng khả quan, trong khi xuất khẩu sang Úc chỉ tăng nhẹ. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho mục chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh những hoạt động sản xuất đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Quý vị, quý bà con thân mến, mặc dù đã nhiều lần thất bại từ các mô hình nuôi gà sao, nuôi trăng, rắn và nuôi nhím, nhưng anh Nguyễn Văn Đình ở ấp Khánh Hưng A, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau vẫn không từ bỏ ý định tìm cho mình hướng đi mới và anh đang thành công với mô hình nuôi dê. Với đức tính cần cù, chịu khó, ham tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao,
Năm 2016, anh Nguyễn Văn Đình lên tỉnh Bình Dương tìm hiểu mô hình nuôi dê và mua 10 con dê giống đem về nuôi thử nghiệm. Thì trong một năm thì em tính thu nhập án từ dê thịt cho đến là dê lá, dê giống của mình. Thì bình quân một năm em thu ít nhất khoảng từ 220 triệu đến 250 triệu trong một năm. Từ sự thành công ban đầu, anh Đình tiếp tục nhân rộng đàn dê và xin thành lập hợp tác xã Đê Biển Tây do anh làm phó chủ nhiệm, với 3 thành viên tham gia thực hiện mô hình nuôi dê giống và dê lấy thịt. Các thành viên của hợp tác xã đã được anh Đình cung cấp con giống, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn cách chăm sóc nên đều đạt hiệu quả cao. Trong năm 2018, các thành viên của hợp tác xã đều có mức thu nhập trên 100 triệu đồng từ tiền bán dê. Thì nuôi cái này thì nói chung là cũng được, nó đỡ hơn gà, vịt, heo, nó đỡ tốn thức ăn, rồi mình có công mình đi chăn gì thì nó đỡ. Năm 2019, anh Nguyễn Văn Đình tiếp tục vận động thêm 4 hộ tham gia vào hợp tác xã và đăng ký hỗ trợ toàn bộ con giống. Xin được chuyển đến một câu chuyện nhà nông đáng quan tâm khác. Trở lại với tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua thị trường điều trong nước có nhiều biến động, đặc biệt là khi tình hình sâu bệnh trên cây điều diễn biến phức tạp, giá cả thu mua điều nguyên liệu thấp và bấp bênh. Thực tế này đòi hỏi người nông dân muốn gắn bó với cây điều phải biết tìm tòi những phương thức canh tác hiệu quả hơn. Chính vì lẽ đó, việc áp dụng canh tác những giống điều mới mang hiệu quả cao đang là lựa chọn đúng cho nhiều nông dân tại Đạo Ai. Gia đình ông Phạm Ngọc Hùng ở tổ dân phố 10, thị trấn Madagui, huyện Đà Oai, bám trụ với cây điều từ những năm 1990. 20 năm trồng điều với bao thăng trầm cùng giống điều hạt. Vài năm trước, khi giống điều mới như AB0508, BN1 có mặt trên thị trường, ông quyết định chuyển đổi 2,5 trên 3 hectare điều hạt sang trồng giống điều cao sản này. Thế thì qua một năm thứ nhất, năm thứ hai thì cây điều nó ra bói thì coi như là mình nhìn thấy nó có khả thi. Cho nên là vận động bà con và bản thân mình tiếp tục chuyển đổi. Đến nay là tôi đã chuyển đổi được 2 hectare rưỡi rồi. Hiện cây điều đang trong giai đoạn tỉa cành tạo tán. Với kinh nghiệm của mình, ông Phạm Ngọc Hùng đã khống chế được tình trạng bọ xít mũi gây hại nghiêm trọng trên những vườn điều trong những năm vừa qua. Do giống điều mới này khá thu hút côn trùng nên việc phòng trừ không được chậm trễ. Dự tính cuối năm nay, toàn bộ 3 hectare điều của nhà nông này sẽ chuyển hết qua trồng giống mới. Riêng về cái phòng trừ bệnh tật này thì sau khi thu hoạch xong ấy là mình phải xịt trong một nước thuốc. Đấy là trước khi coi như là bước vào mùa mưa. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là phải tỉa cành tạo tán cho thật thưa. Riêng bản thân tôi năm nay tôi xịt đúng 11 lần, tức là 10 ngày tôi xịt một lần. Đấy, nhưng thực tế tiền thuốc cũng không hết nhiều. Bởi vì chủ yếu mình là xua đuổi cái bọ xít mũi đi là thành công. Theo bà con nông dân và thông tin từ phòng nông nghiệp huyện Đạ Oai, nếu so sánh với giống điều hạt, phải mất từ 4 đến 5 năm mới cho trái và năng suất ban đầu chỉ vài tạ trên 1 hectare, thì giống mới này cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần. Không chỉ thu hoạch với năng suất vượt trội, chủ vườn còn có thể bán chồi cho những người có nhu cầu ghép nhân giống. Đối với huyện Đạ Oai thì cây điều vẫn là một trong những cái cây chủ lực của huyện. Trong cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo quy định hướng của huyện thì tiếp tục hướng dẫn bà con thực hiện cái việc thâm canh đúng quy trình và thực hiện cái việc cải tạo lại các cái vườn điều cũ trong các cái năm tới bằng các cái giống mới và các cái phương pháp canh tác mới để bảo đảm cái năng suất cao. Hiện nay toàn huyện Đạ Oai có trên 10.000 hectare điều, trong đó có hơn 1.000 hectare đã chuyển đổi sang giống điều mới. Thưa quý bà con, với ưu điểm của các giống điều mới là hạt to, tròn, tỷ lệ nhân cao, mùi vị không khác biệt so với các giống điều cũ, nên đây đang là một trong những hướng chuyển đổi mà bà con nông dân trồng điều rất quan tâm. Tuy nhiên, để năng suất cao thì những giống điều phải được chăm sóc kỹ, không thể lơ là như cách trồng điều truyền thống. Kính thưa quý bà con, nội dung đáng chú ý vừa rồi của Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện qua số điện thoại 02633 829930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.